đình Bình Mỹ. Mà từ trước đến giờ Kim đến đây ghi hình cũng như là chia sẻ với bà con mình xem nơi bến đò này để qua được nhà rước của thầy Tuy Ngoan. Và đây, đây là đò đang đưa bà con mình về bên phía xã Bình Thủy nha. Có xã Bình Thủy nơi nhà rước thầy Tuy Ngoan đó nha cả nhà. Và đây là quốc lộ 91 nha cô chú anh chị, bà con mình có về đây hút thuốc, có về đây để qua nhà thuốc của thầy thì mình phải đi chuyến đò này nè. Đây. Và từ ở bên đường quốc lộ nè, mình sẽ gửi xe bên đây nha. Đó, ở khu vực này nè, chạy vào bên trong chút xíu thôi, chừng 10 mét thôi là cũng có phải xe để cho bà con mình gửi xe đậu bên đó nha, rồi mới đi bộ xuống bến đò để qua nhà thuốc của thầy rồi bắt mặt hút thuốc ha. Và hướng này thì là mình sẽ đi về Châu Đốc nè cô chú anh chị. À, còn hướng này thì mình sẽ đi về thành phố Long Xuyên nha, đi về Châu Thành rồi đến Long Xuyên.
đình mình nghĩ là đây nha. Mình lưu ý một điều nha, nếu mà có về đây để mà qua nhà thuốc của thầy bắt mạch hút thuốc thì bà con mình đi sớm một chút. 6 giờ rưỡi thì lịch mở cửa của thầy là từ 6 giờ rưỡi cho đến 11 giờ trưa, thầy nghỉ trưa.
xong rồi đến 1 giờ thì thầy bắt mạch tiếp, cho đến 2 giờ thì thầy cũng nghỉ ha. Cho nên bà con mình dịch tranh thủ về sớm một chút xíu ở trong vòng buổi sáng cho kịp, rồi xong rồi thì là buổi chiều mình trở lại nhà thì là được rồi ha. Bà con mình đi sớm một chút nha. Qua lại để tiện cho công việc của mình, cũng như là mình về mình khám bệnh hút thuốc ở bên nhà thuốc của thầy cũng rất là tiện. Cứ mỗi một lượt đi qua như vậy thì mỗi một người 2.000 tiền Việt Nam đồng mình, và khi trở lại thì giá tiền cũng vẫn vậy nha cô chú anh chị. Thôi thì đến đây thôi, xin cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Và cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Ánh Mắt Miền Tây ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình vào những video sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống. Đặc biệt khi về đến bến đò Đình Bình Mỹ này, qua bên nhà thuốc của thầy để khám bệnh thì uống thuốc của thầy được mau hết bệnh ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Xem video, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.